Xóm 2, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để lắp đặt cũng như review về một bộ loa của chủ trí, và chủ trí đã có lá thư yêu cầu để gửi đến SMLDO cùng review và ghép lối một bộ dàn combo karaoke và đồng thương hiệu TD Acoustic, và chúng tôi xin liệt kê danh sách những sản phẩm có mặt trong bộ dàn karaoke của chủ trí. Thứ nhất đó là một đôi loa TD Acoustic TD 12 Ultra, và tiếp theo là bộ micro không dây TD Acoustic M18, một chiếc Vanker lai số T8 Ultra Volume, một chiếc nâng tiếng CB800 Ultra, cùng với đó là một chiếc quản lý nguồn PS802 và một tủ rack 12U để đựng thiết bị, và cuối cùng đó là một cục đẩy TD Acoustic MA41000 sử dụng 1000W trên một kênh. Chẳng quý vị đang khá băn khoăn bởi vì sử dụng một đôi loa TD tại sao phải dùng một cục đẩy một kênh của mã MA41000, thì thưa quý vị, ở đây thì chủ trí đã hướng đến tương lai sẽ sử dụng thêm một đôi loa nữa cùng với một chiếc súp, chú đã yêu cầu sử dụng luôn là một chiếc cục đẩy 41000. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những phần chính của video này để cùng review về đơn hàng của chủ trí với combo TD Acoustic với tổng chi phí đó là 30 triệu quý vị.
vẫn thấy mình dòng dài thế. Xa cách buồn một chút đỡ.